qua lò rèn á anh chị. À, hồi xưa ở đây là ruộng. Chỗ này nè ha. Ờ, chỗ này là ruộng. Ừ. À, và chưa có ai là biết là cái lò rèn của ông cố bà cố. Ừ. Sau này một có số đồng đạo đó rồi ông cố mới về kêu. Dạ. Cho nên người ta mới khai thác lên bờ, nên đập lên cái lò rèn để nhớ tưởng niệm của Đức Cố. Dạ. Vì là nguyên họ đất anh hai ở chỗ nào đâu? Đấy. Ủa gì? Cái đây đó hả? Ở đây luôn, sát luôn. Ở bởi vì chị anh hai rành chỗ này phải? Giao cho ông Bảy, con của ông Bảy là Bảy ở. Dạ. Với con của chú Chính thôi. Vì là trước đây ở dưới ruộng này là những cái cục sắt, gọi là cước sắt. Gọi là cước sắt. Ờ. Gọi là đó là gọi là cước sắt ở đây. Ờ. Nhưng mà thật sự đó, hồi cái thời của anh á thì chưa có ai biết. Dạ. Chưa ai biết về cái vấn đề chỉ biết cái dinh Đức Cố thành lập 1946 thôi, 1846 thôi. Đó, chứ chưa có biết là cái lò rèn. Nhưng mà sau ngày tiếp thu rồi giờ á thì có số đồng đạo cũng thường tới lui đây. Thì những người mà Đức Cố cho biết đó là cũng có duyên trong Đức Cố trong nhiều cái tiền kiếp lập lên cái đồ ngàn để nhớ cái tưởng niệm của Đức Cố hồi xưa chống Pháp cực khổ như thế nào. Dạ. Rồi, cảm ơn. Mời mình thì mình tham quan. Bây giờ mấy cục sắt đã đem lên trên hết rồi. Rồi, đem trên hết rồi đó. Dạ. Bây giờ đi tiếp để cho ngài nó ở đây nó... Rồi, tôi mới dặn nó lại. Rồi. Để mình nhớ cái chữ sử ông Lạc Quân và bà Âu Cơ. Lý do như thế nào mà hiện nay người ta thờ. Dạ. À, kính thưa anh, đây là cái ngôi thờ, đền thờ cha Lạc Long Quân. Bởi vì mình sống trong cái đất nước Việt Nam, vì thế cho nên những vị thánh nhân có nói câu đất nước Việt Nam là một, người Việt Nam là một, mình được mệnh danh con rồng cháu tiên do Lạc Long Quân Bạo Cơ đã tạo ra. Vì thế cho nên đất nước Việt Nam mình rất và rất nhiều anh hùng điển hình, cũng như Đinh Bộ Lĩnh, Đinh Công Tráng, Phan Đình Phùng, Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, mà một ngày đây gần nhất là được nhà nước công nhận là một vị anh hùng dân tộc của đất nước Việt Nam, đó là ông Trần Văn Thành. Dạ. À, đây là cái đền thờ nói chung, còn nói riêng hôm nay có ngôi thờ của ông Lạc Long Quân. Ông Lạc Long Quân là một vị thánh nhân, tướng tên của ông ta là Quỳnh Long. Ông ấy kết hôn với bà Âu Cơ, mà bà Âu Cơ là người tiên, ông là người thánh. Bà Âu Cơ mang danh là Xích Phụng, là con Phụng Đỏ, còn ông là con Rồng Vàng. Thế nên hai người mới tác hợp nhau mới được ra 100 trứng và 100 con. Vì thế cho nên một người dẫn lên núi, một người xuống biển. Vì thế cho nên hôm nay còn nối nghiệp lại là 18 đời vua hùng của đất nước Việt Nam. Cây rừng tây gỗ này mà không biết nguyên nhân như thế nào mà cặp bên ngôi thờ này đó, là được ở dưới sông nổi lên. Tức là nước vượt xuống, điển hình cũng như hai cục đá này. Đá này vừa có xi măng mà vừa có đá thôi ha. Không có xi măng. Không có xi măng ha. Ô dước ha. Dạ. Dạ. Còn cái miếng này đây, tôi xin kể luôn. Cái miếng này nói về tâm linh, cái miếng đỏ này nè. Miếng đỏ là miếng vải đỏ trong ha. Cái miếng cây luôn. Miếng cây hả? Miếng cây đó đó. Thấy chưa? Dạ, thấy rồi. Miếng cây này là do anh đó, anh Tư Góp ở ngoài Mương Hậu Sương. Ảnh sang 50 công ruộng ở gần đây nè. Mà ảnh chính giữa thì ảnh đào cái đường nước để làm thần nông. Nhưng mà ảnh dứt cái đường nước á, vô tình ảnh văng lên cái miếng gỗ này. Thì thế nên ảnh nghĩ rằng cái miếng cây vậy thôi. Là ảnh mới bỏ đi. Ảnh thảy lên bờ, cái dừng bờ cuối cùng ảnh mới đi trưa, ảnh làm trời nắng ra mới trở về. Thì ảnh mới đạp lên nữa. Thì ảnh mới xuống nước ảnh giữa lại thì nó đỏ hình. Thì vì thế nên ảnh mới thấy ngộ ngộ, ảnh mới đem gì nhà ảnh mới để trên cái bàn cúng quyền á. Bởi vì ảnh là người Phật giáo hảo ở dòng sáng ở Mương Hồ Sương này. Thì vô tình vợ ảnh ra cúng thì thấy có một người lại cầm cái này, thì bả xỉu ngang như vậy rất nhiều lần. Vì thế cho nên ảnh mới thu buồn. Mà lúc đó ảnh thấy quá thu buồn đi, ảnh mới thứ nhất là ảnh đem đến cái chùa An Hòa Tự ở thị trấn Phú Mỹ, ảnh mới gửi lại bển ta không nhận. Cái thứ hai đem lên đình Thế Sơn. Ảnh gửi cho ảnh không có ai dám nhận. Thì cuối cùng ảnh đã đem về đền thờ Bửu Hương Tự của Đức Cố Quảng trên chùa Láng Trảnh. Thì ở Trảnh ta mới nói rằng thôi trên này có một cái
với cái quẻ đồng tiền đó của Đức Cố ngày xưa. À, bây giờ coi thứ cái đó đâm nằm gì đâu. Thì cuối cùng ổng nhờ coi cái bói quẻ đồng tiền nó nói đem về Dinh Sơn Trung đồn mấy xưa. Dạ. Cảm ơn anh Bảy. Cái miếng đỏ mình không có sơn mà nó đỏ tự nhiên. Ngộ ha. Và nếu cái tâm linh của anh nhìn này thấy có chữ rồi. Dạ. Chứ vùng mình ở xa, dưới ở xa quá à, mình có chữ Việt Nam đó. Nam mình ở xa mình. À, có tâm linh anh gái rồi anh nhắm mắt mở mắt cho rồi thấy chữ mình. Dạ. Ngặt vậy đó. À, cảm ơn anh Bảy nhiều anh Bảy. Dạ. À, để qua đây cúng. Để cái đền để cái. Ok đó hả? Đây là đền của Lạc Long Quân. Cha Lạc Long Quân. Dạ. Còn đây là đền thờ mẹ Âu Cơ. Dạ. À, vì thế cho nên được nhà nước công nhận cho phép hai ngôi thờ mà nãy tôi đã nói. À, ông Lạc Long Quân là tượng trưng cho là thánh, bà Âu Cơ tượng trưng cho là tiên. Dạ. Ông Lạc Long Quân là Quỳnh Long là con rồng vàng, bà Âu Cơ là Xích Phụng là con phụng đỏ. À, có 100 người con. Dạ. 50 năm. Ở trong đó mình thờ gì vậy thưa? À, cũng là cái cây đó. Cái cây hả? À, cái cây cũng như bởi mình một cặp nó đổ ra. À, vậy là từ bên của ông không? Rồi có hòn đá. Dạ, không có hòn đá. À, thấy rồi, thấy rồi. Rồi, xong. Rồi đây hôm qua bên rồi cái nữa rồi xong. Dạ. Phải ông Tư ơi, ông ba chứ quên. Ba. Đây. Rồi, mời anh dò xong. Đây tôi cũng tự giới thiệu cho anh biết đây là cái đền thờ di tích. À, cái lò rèn của ông Cố, ngày xưa ông Cố có 9 đội quân. Nhất cho đến đội 9, mà ông đội 9 đó, ông phụ trách về rèn lò rèn. Vì thế cho nên, nơi trên chỗ này đào lên có chức sắc, đây là vật chứng minh. À, thế nên nhà nước mới cho thành lập ngôi thờ. Thế nên ban quản lý chúng tôi giờ có ông Nguyễn Minh Vui, Trịnh Long Ly mới tạo ra cái làm lò rèn lại tượng trưng. Dạ. Ngày xưa ông có cũng như cái đội quân ông có để làm lò rèn. Như vậy là cái vị binh khí. Vậy là cái vị trí cũng tại chỗ này. À, như đây đào lên cách dưới là 60 cm. Dạ. Như là 6 phần 6 tấc đó. Dạ. À, bây giờ đây là để vật chứng minh là cũng như rèn ngày xưa ông có cái đội quân rèn gương. Dạ. Giáo để chống Pháp. Dạ. À. Bây giờ mình tượng trưng lại. Dạ. Cho con cháu sau này nó nhớ. Dạ. Nó rồi ở đây mình cũng có cúng trầu cao đó là dạ, mình cũng có bởi vì ngày xưa là mấy ông già bà già hay thường ăn trầu. Dạ. Cao. Dạ, cảm ơn anh Bảy. Dạ rồi, thôi, rồi dạ chúc con Bảy khỏe. Dạ. Mình đi sơ qua đây hả chị. Rồi ở bên đây là ruộng. Rồi mình ấy sơ qua hả chị ơi. Đây là Tam Hoàng Ngũ Cơ Đế. Và bên Dinh Bạch Cố mình tham quan anh chị, mình cũng vừa giới thiệu sơ qua về lịch sử của Đức Cố Quảng, rồi đền thờ Lạc Long Quân Âu Cơ, rồi cái kiếm. Này đi mấy bà già kêu bằng anh chị, bà 80-90 tuổi mình tuy còn anh chị không. Bà Cố Nguyễn Thị Thạnh. Sáu tầng à. Kính thưa anh chị và các bạn, hôm nay mình có dịp đến Dinh Hưng Trung, cách Dinh Sơn Trung khoảng 4 km các anh chị.
Thường anh chị đi dinh Sơn Trung chứ cái dinh Hưng Trung một số anh chị chưa biết, cũng là thờ ông cố bà cố. Rồi bên tay phải chúng ta là dinh Sơn Trung, còn bên tay trái chúng ta là chạy về Vàm Sáng cái Dương hả chị. Giờ mời chị vô chỗ mình tham quan một xíu à. Bên nơi thờ tự đây là gì? Ở trên chúng ta thấy để chữ dinh Hưng Trung đền thờ Đức Quảng Cơ Trần Văn Thành. Vì là ở đằng dinh Sơn Trung nãy chúng ta cũng thấy thờ Đức Quảng Cơ, thì ở đây chắc có lẽ là một cái chi nhánh của đền thờ của ông cố hồi xưa anh chị. Mình có tới đây hồi xưa, từ đây nó còn hoang sơ đó. Ở trên chúng ta thấy ba chữ dinh Hưng Trung Mậu Tý 1948 hả chị. Giờ mình xin phép đưa quay phim. Rồi, ở nơi nào mình cũng thấy có ông Nguyễn chứ. Sao chị? Ở trên bức tường chúng ta thấy vẽ những bức tranh, đó là cuộc đời của ông bà cố, cậu hai. Rồi hai bên chúng ta cũng thấy Ả Ban, Hữu Ban, Tiền Hiền, Hậu Hiền. Ở phía sau thì Cửu Huyền Thất Tổ. Những cái nơi thờ tự nào mình thường thấy là điều phía sau là thờ Cửu Huyền Thất Tổ. Ở đây phía sau bàn thờ ông cố là có thờ Quan Âm Nam Hải, Mô Di Đà Phật. Linh Thiên Gia trì độ cho con quay một đoạn phim ở đây. Rồi, ở trên đây là hết anh chị. Quay hết tổ. Quay phim chút xíu à. Rồi, tận cùng đây là xe hè ruộng rồi các anh chị. Ở trên bức tượng ở đây chúng ta thấy có tượng của Phật Thầy Tây An, Đoàn Minh Huyên. Rồi quay tơ này chắc là cảnh trồng dâu nuôi tầm của bà cố hồi xưa. Bây giờ trận chiến Bảy Thưa. Nói tóm lại là những cái tranh này tả lại cuộc đời của ông cố và gia đình ông cố. Kính thưa anh chị và các bạn, mình vừa giới thiệu dinh Hưng Trung, cũng thờ ông cố bà cố, anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Cái ngày cúng thì cũng giống như là 21, 22 tháng 2, giống như ở dinh Sơn Trung. Rồi, cảm ơn anh chị đã xem video mình. Xin chào tạm biệt các anh chị.